rất khó có chuyện nữ trang Trung Quốc đang chen ép nữ trang sản xuất trong nước, bởi đây là hai chủng loại hàng hoàn toàn khác nhau. Đại diện của Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận đã đưa ra nhận định này trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm ra đời của PNG, doanh nghiệp vàng bạc đang nằm trong bảng xếp hạng 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á Thái Bình Dương. Theo bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc PNG, dù ngành bán lẻ nữ trang Việt Nam vẫn còn rất nhiều thứ chưa thể bị kịp với thế giới, nhưng nếu nói nữ trang Trung Quốc hiện đang lấn át nữ trang nội địa thì điều này là không chính xác, vì đây là hai dòng sản phẩm hoàn toàn khác biệt và có đối tượng khách hàng riêng. Có thể là cái đó nó không chính xác, tại vì nữ trang mà hiện nay, nữ trang mà nhập khẩu từ nước ngoài vào thì thuế xuất có 40%, thì còn có sản phẩm nhập mà gọi là làm sách tay, có thể gọi dùng từ nhập lậu. Thì cái hàng mà hiện nay mà nghe nói là hàng Trung Quốc đang bán ra thị trường Việt Nam, thực chất là nó là cái hàng mà hàng sản xuất mà ở Việt Nam mình không sản xuất được, chứ không phải là hàng nữ trang mà bình thường nó cạnh tranh với lại nữ trang trong nước đâu. Nên cái thông tin hiện nay cứ nó cho rằng là hàng Trung Quốc tràn lan để mà đánh phá cái hàng nữ trang Việt Nam thì tôi không thấy. Đại diện PNG cũng nói thêm, nữ trang Trung Quốc hay nữ trang Ý là hàng sản xuất theo quy mô công nghiệp với số lượng lớn, do đó đòi hỏi vốn mạnh để đầu tư máy móc thiết bị. Vì vậy, chủ trương của PNG nói riêng và nhiều doanh nghiệp vàng bạc đá quý trong nước nói chung là đi vào thị trường ngách, sản xuất những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, độc đáo và đòi hỏi kỹ thuật tinh vi.